Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021 tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Ban đại diện Tin lành Đà Nẵng và Máy ấm tình thương thuộc Giáo phận Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Trần Văn Bang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chúc mừng các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo đón Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời đánh giá sự đóng góp tích cực của đồng bào có đạo đối với sự phát triển của thành phố, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết nương giáo, sống tốt đời đẹp đạo với tinh thần kính Chúa, yêu nước, tích cực tham gia ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, ổn định xã hội, quốc phòng an ninh. Trong dịp này, đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 tại Máy ấm tình thương thuộc Giáo phận Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã gửi lời chúc mừng đến các sơ và trao tặng 30 suất quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn đang được Máy ấm nuôi dưỡng, chăm sóc.